Nhện là một trong những loài côn trùng gây hại nghiêm trọng đối với cây trồng. Chúng có thể gây thiệt hại bằng cách hút nước và dinh dưỡng từ lá, thân, cây hoặc quả cây. Vậy tại sao bạn không thử ngay thuốc trừ sâu Nisurun 5EC để đánh bay chúng một cách nhanh chóng nhất? Là thuốc trừ sâu với thế hệ mới, được biết đến với khả năng đặc trị các loại nhện gây hại cây trồng như nhện đỏ gây hại đối với cây chè, hoa hồng, sầu riêng và nhiều loại cây trồng khác, nhện ré hại lúa, gạo và cây lương thực, nhện lông đỏ hại cây trồng, hiệu quả cao trong việc ngăn chặn sự phát triển của các loài nhện hại, giúp bảo vệ sự sinh trưởng và năng suất cây trồng. Đối với bình 16 lít nước dung dịch phun pha 11-24 ml, đối với bình 25 lít nước dung dịch phun pha 17-38 ml, lượng nước phun là 400-600 lít trên 1 hecta, thời gian cách ly là ngưng thuốc 7 ngày trước khi thu hoạch để đảm bảo sức khỏe cho con người và môi trường. Bà con nào muốn mua, mình có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm.